không thân với Dương Mịch, đừng tán dốc cùng chiều Lê Dịnh và 1001 quy tắc ở Sibit. Cư dân mạng Trung Quốc liệt kê một số quy tắc ngầm mà giới ngôi sao nước này nên giữ để tránh rước họa vào thân. Đều là quy tắc bất thành văn, các ngôi sao trong giới giải trí đều cố tránh khỏi những cái tên đình đám như Dương Mịch, Lý Tiểu Lộ, Trương Học Hữu, Triều Lê Dịnh vì những lý do siêu đặc biệt. 1. Đừng dạy gì trên vị trí C, si, Center, trong tất cả những bức ảnh chụp chung tập thể, mọi chú ý của giới giải trí và người hâm mộ đều đổ dồn vào vị trí trung tâm, đặc biệt trong làng giải trí xứ Trung, vị trí center này còn nhạy cảm hơn cả. Nhiều ngôi sao từng bị lên án gay gắt chỉ vì vô tư chen ngang hàng lối như Trịnh Sảng, Trương Thiều Hàm. Trịnh Sảng từng bị chế trích gây gắt vì vốn là nữ diễn viên phụ nhưng trong buổi tuyên truyền lại nhanh nhẹn tìm chỗ đứng vị trí trung tâm để đứng. Nghe Ni, nữ chính của bộ phim buồn so với vị trí đáng ra là của mình, bị chỉnh sạng chiếm mất. Chẳng phải một lần, chỉnh sạng từng bị soi chiếm chỗ trung tâm tới lần thứ hai, khiến nhiều người ngắn ngẩm. Giờ đây giới giải trí cảnh giác với vị trí nguy hiểm, lợi hại ít nhiều này. Giờ đây giới giải trí cảnh giác với vị trí nguy hiểm, lợi ít hại nhiều này. Trong một sự kiện của Harper Spaya, công chúng đã được chứng kiến cảnh tượng suốt gần 5 phút đồng hồ, dàn sao khủng lên tới hơn 50 người lúng túng, dè dặt đun đẩy nhau đứng vào vị trí trung tâm. Từ ngôi sao lớn như Quan Chi Lâm, Diêu Thần Nè Tránh cho đến Angela Baby chị dám đứng xa tít cả cây số với vị trí C mặc cho MC hô hào rắc cổ. Ai ai cũng sợ rằng nếu như mình trở thành nhân vật trung tâm thì sự nghiệp, đời tư sẽ bị đặt lên bàn cân so sánh. Đứng ở vị trí nhạy cảm trong đêm hội Harper's Baja. 2. Không kết bạn với Dương Mịch, Lý Tiểu Lộ Dương Mịch là một trong những tiểu hoa đán nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại và được mệnh danh là nữ hoàng mạng xã hội. Có thể nói nhất cử nhất động của Dương Mịch đều được netizen quan tâm. Theo dõi sát sao, vậy nhưng không khó để nhận ra Dương Mịch không có mối quan hệ lâu dài với đồng nghiệp trong giới, thường xuyên đổi bạn. Sau vài năm cả hai trở nên lạnh nhạt đến mức, ví dụ điện hình là Đường Yên, hảo tỉ muội thân thiết tới mức trở thành phù dâu trong đám cưới của nàng Bạch Thiện. Sau vài năm cả hai trở nên lạnh nhạt đến mức, Dương Mịch không màng tham dự đám cưới của Đường Yên. Truyền thông từ lâu đã cho rằng Dương Mịch và Đường Yên đứt gánh, ngoài ra một số sao khác cũng không còn giữ mối quan hệ thân thiết với Dương Mịch như Lưu Thi Thi hoặc Tư Yến. Mối quan hệ thân thiết giữa Dương Mịch và Lưu Thi Thi chỉ còn là quá khứ, tương tự với Dương Mịch. Một quy lập ngầm trong giới được mọi người truyền tay nhau, đó là không giao lưu về Lý Tiểu Lộ, từng có một hội bản toàn hảo tỉ muội đặt tên là ZI, trong đó có Lý Tiểu Lộ, những người bạn này được netizen đánh giá là chơi với nhau như mùa vụ, bởi hội liên tục có người thay ra thay vào. Điều đáng nói cho tới thời điểm hiện tại, không còn một ai trong số những nhân vật kệ trên có mối quan hệ thân thiết với Lý Tiểu Lộ nữa. Scandal ngoại tình với đàn em Pigon được cho là nguyên nhân khiến cô bị tẩy chay, không còn đường quay lại số bít. Những người trong hội bạn chết đi ngày xưa như Dương Mịch, Tần Lam cũng chưa một lần nhắc đến người chị em thân thiết để tránh rước họa vào thân. Ngay cả Mạ Tô cũng phải đăng bài viết tự trách mình đáng đời khi tin tưởng và bảo vệ nhầm lý tiểu lộ. Những tên tuổi từng có mặt trong nhóm bạn thị phi này có Hoắc Tư Yến, Tần Lam, Dương Mịch, Mạ Tô. Hiện tại không còn ai giữ mối quan hệ với lý tiểu lộ. Bà Không nói chuyện với Triều Lê Dịnh Lý do trong nguyên tắc ngầm này chính là việc Triều Lê Dịnh là một người quá thẳng thắn, không khéo léo trong việc giao tiếp với người khác. Cô từng bị MC Tạ Na đặc biệt danh là Tiểu Triệu Đao. Cô từng bị MC Tạ Na đặc biệt danh là Triệu Tiểu Đao bởi cách nói chuyện như bộ đao vào người lời nói, bởi cách nói chuyện như bộ dao vào lời nói. Cô từng bị MC Tạ Na đặc biệt danh là Triệu Tiểu Đao bởi cách nói chuyện như bộ dao vào lời nói, dễ làm người khác mất lòng. Triệu Lê Dịnh thường xuyên vả miệng vì những câu nói quá thẳng thắn, dễ gây mất lòng. Trong một bài phỏng vấn với Trịnh Khải, nam diễn viên hot nhiều sâu truyền hình thực tế Running Man bạn Trung, Triệu Lê Dịnh ngang nhiên bày tỏ thái độ Cô không thích tham gia sâu bởi có kịch bản sắp sẵn, các thành viên chỉ việc diễn thôi. Câu nói này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào chỉnh Khải. Điều đang nói hơn, sau này Triệu Lê Dịnh cũng tham gia nhiều sâu truyền hình thực tế, là thần tượng đến rồi, 72 tầng kỳ lâu, nhà hàng Trung Hoa. 4. Không đánh bài với vua hải Châu Tinh chỉ Trang sohu Hu từng đánh giá như sau về tài năng đánh bài của Châu Tinh Trì. Xem phim của Tinh Gia là biết nội công của anh ấy thâm hậu như nào. Mọi người đều cố gắng cầu xin cho được bí kíp đó nhưng không được, đừng dạy gì mà chọn đối thủ chơi bài là Châu Tinh Trì. Tuy nhiên, Trang Sohu lại nhấn nhủ thêm rằng, nhưng liệu chúng ta có cơ hội được tới gần Châu Tinh Trì hay không? Như một lời đùa vui nhẹ nhàng, hòm hỉnh. Năm không mời Hồ Ca đi ăn. Hồ Ca là nam thần của làng giải trí, hoa ngữ với tính cách lão cán bộ, được nhiều người mến mộ. Gia nhập làng giải trí từ lâu, anh có rất nhiều bạn bè thân thiết trong giới, đến mức người bạn nào hẹn hò, kết hôn, cái tên của Thành Ế sẽ lại hot lên Weibo. Vậy nhưng theo truyền thuyết, ít ai dám mời anh chàng đi ăn chỉ vì lý do hổ ca sẽ bóc mẹ loạt bí mật của người bạn này. Nhiều người phải đùa giỡn rằng nếu như không muốn bí mật đời tư bị phơi bày, tốt nhất đừng nên mời gì hổ ca cả. 6. Không so sánh gia thế với Hàn Tuyết Hàn Tuyết là một trong những trường hợp hiếm hoi của làng giải trí. Suốt nhiều năm sự nghiệp, Hàn Tuyết không hề đóng một cạnh hôn, cũng không có bất cứ tai tiếng scandal nào trong giới. Làng giải trí đồn thổi, Hàn Tuyết là mỹ nhân có gia thế cực hoành tráng khó ai so bì khi bố mẹ cô đều là quân nhân ông nội là nhân vật cao cấp trong công cuộc giải phóng tại trung quốc chính vì thế hàn tuyết có chống lưng vững chắc để không ai có thể đặt điều gì về cô